Vào ngày 1 tháng 4, tại nhà thi đấu A17 số 17 tại Quang Biểu, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội đã diễn ra sự kiện The Beauty of X-Power do Intel tổ chức. Sự kiện đã quy tụ rất nhiều các bộ máy tính độc, đẹp và lạ, và có một điểm chung cực mạnh, đó chính là các bộ máy tính được build từ chính các thương hiệu đình đám trong làng máy tính và đã được chỉnh sửa và trau chuốt rất đẹp. An Khang Computer cũng đã đem đến trình làng hai bộ cây máy tính trong sự kiện lần này, đó chính là Power of Hack và Spectrograph. Cả hai dàn máy tính đều đã được giải nhất và giải nhì của dàn máy tính được yêu thích nhất tháng 3. Và hãy cùng chúng tôi đi xem lại những hình ảnh đẹp nhất của The Beauty of X-Power lần này. Nếu như các bạn vẫn đang tìm kiếm một dàn máy tính có cấu hình khủng và lại còn đẹp và độc theo một phong cách riêng nữa thì hãy đến với chúng tôi, An Khang Computer.